Đêm nhạc tình ca bất hủ của Thanh Tùng. Tiếp nối thành công của đêm nhạc Television Concert 1, Trịnh Công Sơn, đêm nhạc Television Concert 2, Thanh Tùng diễn ra tối ngày 24 tháng 6, sẽ mang đến câu chuyện tình của cố nhạc sĩ Thanh Tùng với những bản tình ca bất hủ được thể hiện qua các giọng ca Thanh Lam, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Lận Nhã. Nếu Television Concert 1 với những ca khúc sâu lắng đi vào lòng người qua bao thế hệ của huyền thoại âm nhạc Trịnh Công Sơn, thì Television Concert 2 sẽ là những bản tình ca tươi sáng và nhẹ nhàng của nhạc sĩ Thanh Tùng, người đã thổi làn gió mới vào âm nhạc Việt Nam. Trong những năm 1980 đến 1990, những sáng tác của ông vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến đến ngày nay. Television Concert 2, Thanh Tùng được thực hiện bởi tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu và giám đốc âm nhạc Hoài Sa. Bên cạnh đêm nhạc tình ca bất hủ của Thanh Tùng, khán giả còn được tham quan tuần lễ triển lãm chân dung nhạc sĩ Thanh Tùng, bao gồm bộ sưu tập tranh chân dung và hình ảnh tư liệu quý của nhạc sĩ Thanh Tùng lần đầu tiên được công bố với công chúng. Television Concert 2, Thanh Tùng và triển lãm chân dung nhạc sĩ Thanh Tùng. Từ ngày 25 tháng 6 đến hết 2-7, đều diễn ra tại The Global City, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.